Vâng, chung kết trong xe đấu thứ hai. Quần đẹp nào. Ôi, Drake. Iagata đánh được. Iagata bên bạn mình xăm Drake đánh được. Bên kia có lợi thế đến từ Yamato thì bên mình vâng phải chơi phù. Trận đấu ở bên mình Drake có lẽ là chơi nguyên phù. Yamato và Kata Hồng Anh, Yamato thì có khả năng Hồng Anh đánh cũng à. Đây một bài đấu Drake đến từ Hoàng Mai Nhi. Và tí là người cầm Sumo, min bóng. Ra được full AC thì là mát, nhưng mà ra được Sam Greek thì cũng tạm chấp nhận được. Greek cần Kata, Summer cần Yamato. Quần cũng không phải là tịt. Đây là quần 1-8, 1-10. Bên nào 8 hay nào 10 cũng được, tùy anh em đánh giá. Bài Samurian cái thế là cái thế có khá nhiều rừng. Thế có khung dành cho bài Zoom này. Mình nghĩ sẽ là một bài đấu phải lên sớm. Công P, công Y bằng làm tất cả mọi điều thì ôm bom là ít nhất được một nhà bên kia. Đấy là cái nhiệm vụ của Greek. Hai bài đều những bài có hiệu vòi đá về. Tí cũng có bảy hiệu cũng như một con vòi. Như vậy là cũng có đôi vòi bảy hiệu. Bài đang thiếu một đồ, dường như có đồ rồi. Chưa, thêm bảy hiệu nữa. 25 dần và kích cuối 7 dành cho Hoàng Mai Nhi. Vẫn sẽ kích sớm bài này. Vẫn sẽ kích tầm 10, 20 đến 10-30. Hiệu to nào, 5 con hay bao nhiêu con? Ít nhất 5 con. Như vậy là dừng lại ở 5 luôn. À 6 con được, như vậy thêm một con hiệu nữa. Một con hiệu nữa để có thể lấy lực. Bên kia hai bài đều đánh 25 dân. Hoàng Mai Nhi là người lên đời sớm nhất map trận này. BL và BM đóng BL là khá cao.
Về đời xong không biết anh sẽ quyết định đâm y hay là chơi phù. Tôi nghĩ có lẽ chưa là chơi phù vì không biết Yamato đánh gì. Phù cũng được mà y cũng được, đấy là tùy quyết định của Hoàng Mai Nhi. Tí thì có lẽ vẫn sẽ đánh cung. Đúng như vậy, vẫn sẽ bo bế đánh cung. Bài này cũng là dễ bo. Bo là rộng nhưng mà là dễ bo. Và kín được cái bài này thì sẽ rất khỏe đây. Không biết IA bên kia chơi gì. Đây Yamato bo bế kiểu này là đánh cung thì ông anh rồi. Và có mèo mèo là người chọc xa. Katha chọc đúng vào bãi vàng. Hai bài khung cho nhau. Ai chà, khung đét này cho nhau. Thế thì chắc là công P. Khả năng là đi công P. Lên đời xong. Vâng, đóng nhà P. Bánh xe. Rất chuẩn bài. Cần nâng cấp cả đào vàng nên không bẹ cũng được. Cồng luôn từ nhà Yamato từ trong trứng trong nước đi. Nhiệm vụ của bài Grick này chính ra Grick gặp cái thế này lại dễ đánh này, chỉ biết chơi P thôi. Thế kia không là loại quân không có khả năng chống P, hai loại quân. Yamato thì họ mà không tụ được cung A thì mình phù Grick. Phù Grick là một loại phù mắc công nghệ. Là loại phù không phải phù tuyển nhưng là phù mắc công nghệ. Tí sẽ là người đẩy luôn, tí thì khả năng chưa bị ai động đâu. Bên kia đang trần lực chém Hoàng Mai Nhi để giữ cho Hồng Anh. Mèo mèo là người chém Hoàng Mai Nhi. Còn về chú ý nào, còn về chú ý nào. Kia. Vâng, một con, mình xin một con thôi. Một con được luôn. Tuyệt vời. Khả năng mèo mèo sẽ là người chơi thằng tí luôn, khi Hoàng Mai Nhi là người công B. Thế thì mình lại công vào nhà Yamato. Vâng, mèo mèo mà chạy thằng nhà tí. Thì Hoàng Mai Nhi là người công vào nhà Yamato. Ở thời điểm mà Yamato bắt đầu có cung A 3 lỗ. Tăng BL2. Chỉ chơi 1P thôi và tăng BL2 để có thể chém thi đấu với những con cung A. Không, nó không có phù hay sao ấy. À đây, trên dốc. Nó thính lắm, mèo. Thính lắm, không phải hàng đơn giản đâu. Đi cung thằng Yamato luôn. Và mình như là người dắt cả P lên. Chỉ cần phù được hai con cung A trong tập 4 con cung A đầu tiên thôi. Như vậy là bắn vào nhà cái thử mèo mèo trước. Ưu tiên bắn mèo mèo trước. Vẫn cứ tham 31, một thế trận đang một thế trận tươi. Nâng cấp đào vàng dành cho Hoàng Mai Nhi. Kìa phù. Tuần này thì mèo mèo. Vâng, vẫn được con lạc đà như vậy thủ tươi. Được một con lạc đà thì sẽ thủ tươi tuần này. Ở kìa phù dân mà khó như dân Mark C vậy. Tí đâu rồi. Mà con phù này cũng không chết cơ. Tí đây, 44 cũng đang dắt cung R sang. Đánh chết nhà Katha trước. Và sau đấy sẽ là người bắn luôn. Lạc đà nó kéo về đông làm bánh bánh nhá. Lạc đà nó kéo về 8 con đấy. Và chơi luôn cả cung A. Cung A họ bắt đầu tụ rồi. Vậy một thế trận cũng chưa biết nhà Hồng A. Hồng Anh một cái loại game thủ ép cung A là rất trâu. Một hệ game thủ ép cung A là siêu trâu. Cần phải có những đợt phối hợp. Cần phải có những đợt đi phối hợp nè. Vâng, tí quay lại chơi luôn đi. Tuần này có chém tí bắn kìa. Và có lạc đà của mèo mèo nữa thì vậy tuần này không ăn thua rồi. Tuần này không ăn thua. Chưa được. Hoàng Nhi vẫn đang ra được 2L đều. Rất nhiều gỗ. Ép thêm cả P hậu. Hồng Anh sẽ đánh như thế cũng A đẩy. Khi mà đây là một hệ game thủ tôi sẽ xem nhiều rồi. Họ sẽ đánh thế cũng A đẩy luôn. Từng còn nhớ một trận Hồng Anh chim sẻ đi nắng. Bài trận đấu mà anh em rất trâu cùng Aya. Vâng, tầm này còn chưa biết thế nào một lần. Chỗ đấy không đi được. Hai nhà bên kia cùng siêu kín cho nhau. Tí tầm này 53. Lại về cái thế trận căng rồi. Sau khi mà Grick lên sớm nhưng không giải quyết được nhà nào. Khi mà bên kia Katha cũng là một bài lên sớm.
mèo mèo lại còn có khung đét đẹt đẹt nữa. Phải giải quyết sớm nha game thủ mèo mèo. Và tí cũng phải là người lên giáp thì cùng R đi, lên giáp 4 luôn đi. Lạc đà họ đông như roi. Mà mình đứng ở cái khe hẹp này thì Hoàng Mạnh Nhi sẽ là người chết. Tí phải là người đẩy chết mèo mèo, đưa về thế Hoàng Mạnh Nhi là người cũng mất ra. Đúng không? Nhi vẫn tap 27 này. Mà tuần này anh sẽ chết. Tuần này sẽ chết. Tí 64. Sắp dần sắp quần là đều về. Mèo mèo cũng là người bay nhà rồi. Hồng Anh đánh cung A đẩy luôn. Chắc chắn đánh cung A đẩy rồi. Tuần này là một tuần đấu hơi thốn đây. Đứng thế đẹp nó nở ra tân cung R nữa, khả năng đỡ được tân cung A này. Hồng Anh đi lỗi này. Không được, lỗi một chút thôi. Giật lại đợi tân cung R tiếp theo. Nhưng vấn đề tân cung R ở bên đi công thì vẫn đang bị kẹt, Hoàng Anh nhìn sang cứu tuần này đấy. Anh Bách sang cứu ba con chém cứu được. Vâng, rất trâu cung A như Hồng Anh. Quá trâu, tôi cảm giác đây không phải là ông này kiểu như. Cảm giác đang ép cung A là siêu trâu. Bách 29. Đấy luôn. Rồi tên này thì chính thức bắt được tạo cung A của anh. Nhưng mà cái timeline của tí cũng đã bị tụt xuống con 54. Anh mất hết cung R đi công. Hồng Anh thì cũng mất hết cung A đi công. Vẫn phải lên giáp 4 khi mèo mèo một bài đấu cũng chỉ bay nhà thời điểm đấy thôi. Chứ bây giờ có lẽ mèo mèo đã là người hồi lại nhà. Hồi lại tại nhà chính rồi. Anh Bách thì vẫn có tham 30, 33. Đây là những con chém Rick. Vẫn đẩy thằng nhà Hoàng Mai Nhi. Tí bắt dọc đường rồi đấy. Tí bắt dọc đường tầm chục con đấy. Phối hợp đi. Bây giờ mà giá như mà bắn hit được luôn mèo mèo trong trận đấu này. Người cũng là hơi khó. Nhưng mà họ là Katha. Họ là người có lợi thế hơn lên đời so với Greg. Lên muộn một chút nhưng đây là những con lạc đà. Quá đông lạc đà dành cho mèo. Toàn cái hệ ép quân. Hai ông Hoàng Anh cũng như là toàn hệ ép quân. Hai bà thì đều có những tham lai tươi. Tiếp tục là cùng Yamato đẩy đến từ Hồng Anh. Tuần này kéo về hết thì khả năng vẫn sẽ bắt được. Đây là hai kích cung A nhưng mình cũng là hai kích cung R. Không có lạc đà thì đỡ được. Nhưng mà vừa mới nói xong, vừa mới chớm mồm xong thì có lạc đà của mèo mèo bắt sang. Vâng, bác cần phải sang bên này ngay lập tức. Không thì bên tí sẽ chính thức đứt. Tí mà đứt thì thế trận là cũng có lẽ sẽ ăn bài. Này. Đó, khả năng đỡ được đấy. Đỡ khéo thì không khó, hơi khó. Bên kia để nêu trồ thì là hơi khó cho bên mình. Hai quần tí vẫn đang có những tân thủ nhà hay. Vẫn đang kéo giãn được đội hình bên bạn. Vẫn thủ được tên này đấy. Nhưng mà cái vấn đề cái loại quần bên ngoài cơ. Quần bên ngoài thì không thể về đỡ nhà được. Chiến lượng cung A trong nhà thì bắt được. Một tân thủ nhà là khá hay đến từ tí. Nhưng mà tên này liệu có thủ được nữa không đây. Khi mà Hồng Anh nhập hai đạo quần về rồi. Sau cái tên thủ nhà này thì có lẽ là đây Bách đang phải kéo về. Thủ nhà cũng là khá hay rồi. Nhưng mà họ có đồng lạc đà quá. Quá đồng anh Bách kìa, về nhà kìa. Tiếp tục nhồi cung A lên. Hồng Anh đánh trận đấu thực sự ép quân là quá ghê. Bài hai bên bạn khung cho nhau. Khung đét đèn đẹt cho nhau. Khoái quá nhỉ. Vâng, bài này mà Yamato vào tay game thủ hệ châu dân thì có lẽ là họ Hồng Anh họ đánh trận này hay quá. Họ đánh châu quá. Họ già có mấy cái ruộng thôi. Già không hề sóc dân thì Hồng Anh. Ép cùng A là quá khủng khiếp.
Rồi chúng ta đến trận đấu tiếp theo nào, 0-2 về C thôi. Rất đáng tiếc không bật được C này. Rất đáng tiếc không bật được.